Ơi, xin chào cả nhà nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em trồng nấm cái quy tắc rút nấp và mình sẽ chia sẻ về những cái kinh nghiệm mà làm nấm bào ngư này. Thì nó có rất nhiều phương pháp nhưng mà hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái phương pháp rút nấp này, cái cách xử lý đậy nấp và rút nấp như thế nào và tưới như thế nào. Thì hiện tại thì mình đang ở hiện tại thì mình đang coi cái phôi này đang đậy nắp được 1 tuần rồi, và bây giờ mình mới vừa sốc lạnh xong thì hôm nay mình sẽ chia sẻ và bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Vậy thì vì sao phải sốc lạnh, rồi vì sao rút nắp tưới như thế nào? Sốc lạnh tức là ở cái dòng bào ngư này, mình nói vì sao mình sốc lạnh là ở cái dòng nấm. Riêng đối với nấm bào ngư này, muốn cho ra nấm thì đòi hỏi nó phải phải có sự thay đổi nhiệt độ đột ngột đúng không? Đó là từ ở môi trường khô ráo nó sẽ thay đổi một cách đột ngột chuyển sang ẩm, nhiệt độ giảm xuống đó, rồi kết hợp với lượng oxy rất nhiều thì nó mới bung nấm. Thì ở cái phương pháp mà đẩy nắp mà để sốc nhiệt này, sốc lạnh á, thì anh em nên sốc lạnh vào lúc sáng sớm thì tốt nhất. Trường hợp nói chung đó, ở Việt Nam mình thì hầu như là mình trồng nấm thì chủ yếu là mình tận dụng dành cho những người mà rảnh rỗi này, thêm một cái nữa là đam mê nữa đúng không, mà rảnh rỗi thì nhiều hơn đam mê rồi. Vậy thì mình trồng nấm thì chủ yếu mình làm nhà rất là đơn giản, chứ không phải như các cái công ty lớn, những công ty quy mô hay là như trường hợp bên nước ngoài, người ta trồng nấm, người ta trồng trong nhà lạnh luôn. Thì cái sốc nhiệt của người ta là người ta sốc nhiệt giờ nào cũng được, có thể trưa chiều gì người ta bật máy lạnh lên. Còn mình trồng nấm thì mình trồng chủ yếu là mình làm trong cái trại đơn giản đúng không, rồi mình trồng thì mình sốc nhiệt đòi hỏi là chủ yếu là mình phải sốc bằng nước để cho nó lạnh. Thì để sốc bằng nước lạnh thì nó phải tạo thay đổi đột ngột, thì từ môi trường bình thường nó chuyển sang lạnh. Thì mình để mình sốc nhiệt được thành công á, thì anh em nên sốc nhiệt vào đêm. Theo mình á, thì mình hay hướng dẫn cho tất cả anh em á, là sốc nhiệt vào sáng sớm khoảng cỡ 4-5 giờ sáng, vì lúc đó cái nhiệt độ nó rất là lạnh. Là mình sốc, khi mình sốc thì nó nhanh tới, cái bạch phôi này nó nhanh chuyển hướng, tức là đột ngột nó dễ hơn. Thì đó là cái cách sốc nhiệt, là chứ đừng có nói 12 giờ trưa tôi đi sốc nhiệt nha, cái đó là phản khoa học luôn á, xí sách đốt luôn, chứ đừng có nói mà kêu tôi đi sốc nhiệt. Nếu mà anh em làm nấm mà nghe vậy thì chắc cũng mắc cười lắm đâu, 12 giờ trưa nắng thấy bà luôn đi sốc nhiệt. Rồi đó là cái sốc nhiệt thì mình chia sẻ. Rồi cái vấn đề thứ hai, rút nắp. Hiện tại mình rọi cho anh em thấy nè, khi mình đậy thì nó có cái tơ, thấy nó phun không? Nó phun không? Thì đậy nắp ấy, thì mình thông thường nó rơi vào từ 5 đến 12 ngày. Đó. Thì nếu mà ở những cái lứa 1, 2, 3 nó còn mạnh thì mình đậy 5 ngày được. Càng về sau thì mình đậy nhích lên một tí. Nhưng mà không nên đậy quá lâu. Nếu mà đậy trường hợp mà 15 ngày thì cái bịch phôi này nó ngọt, mai mốt nó ra nấm rất là yếu. Là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ tiếp theo nữa, có một khách hàng thì cũng hỏi mình như thế này: khi ta sốc nhiệt xong thì chúng ta có nên rút nắp liền hay là hôm nay ta sốc nhiệt ngày mai ta rút nắp? Nãy giờ nói sầu quần quá mà vừa làm vừa nói nha. Mình cũng đang rút nắp đây, và hiện tại thì bây giờ là đang là 6 giờ sáng. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ giải thích là sốc lạnh xong có nên rút nắp liền hay là không. Một câu hỏi rất là hay và chưa thấy ai giải đáp. Nhưng chắc có rồi nhưng mà mình không để ý. Hôm nay thôi mình chia sẻ với anh em nha. Sốc nhiệt xong thì chúng ta phải rút nắp liền nha. Anh em phải chú ý cái điều này. Vì sao? Chứ đừng có hôm nay sốc nhiệt ngày mai rút là không có tốt. Vì sao? Ở cái điểm này, đó là trong cái quá trình mình đậy nắp này nè, trong cái quá trình đậy nắp, ví dụ mình đậy 7 ngày đúng không, để mình canh ra những cái ngày rằm nó tốt hơn,
Thông thường thì anh em trồng nấm thường thu hoạch vào những cái ngày rằm này, ngày ăn chay đó. À, thì nó được giá cao hơn. Đấy, thì giờ quay lại vì sao phải phải sốc lạnh rồi rút liền, sao trong để hôm nay bây giờ hồi nãy giờ là mình đi sốc lạnh rồi, 4 giờ sáng đi sốc lạnh, giờ 6 giờ mình đi mở, mới giờ mình không nghỉ ăn sáng, 10 giờ trưa chiều mình rút cũng được đúng không? Nhưng mà điều đó là không không đúng nha, không đúng, vì mình giải thích như thế này cho cụ thể cho anh em hiểu luôn. Đó là khi trong cái quá trình đậy nắp này nè, là mình đậy cả tuần, thì trong cái bịch phôi này nó bị ngộp khí, nó ngộp khí là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, nó ở đang ở cái môi trường gọi là bình thường, nó tự nhiên cái bây giờ mình đưa nước vô làm cho cái bịch phôi nó lạnh đi, thì cũng như mình đó thôi, mình đang người mình đang bình thường mình nhảy xuống mình ngâm nước cho nó lạnh đi đó. Thì cái bịch phôi nó cũng vậy, nó thay đổi đột ngột thì đòi hỏi nó phải mình phải rút liền, vì nó đang nóng mình chuyển sang lạnh, nếu mình không rút liền để cho nó thoát khí, có cái hơi nóng ở trong này ra, tức là nó như thế này cho anh em hiểu này, là khi mình đậy một tuần nó kín, nó hơi ở trong này, sau đó mình tạo nhiệt cái bịch phôi này, nó lạnh xuống, khi mình nghỉ, nếu mình nghỉ một thời gian khoảng vài tiếng sau đi, cái bịch phôi cái trại mình nó hết ẩm rồi, khi mình hết sốc nhiệt rồi mà bắt đầu nó sẽ nóng dần lên, mà khi nó nóng dần lên thì trong cái bịch phôi này từ bình thường, nhiệt độ bình thường nó chuyển sang lạnh rồi nó nóng lên thì nó tạo hơi đúng không? Khi nó tạo hơi thì chắc chắn một điều, nó muốn thoát hơi ra rồi thì mình phải rút liền, chứ nếu mình không rút nắp liền mình để ở đây á, thì hơi trong này từ nóng lạnh rồi nóng lạnh nó làm đó, thì cái tơ ở trong này nó dễ bị ngộp thêm một lần nữa, đột ngột mà ngộp thêm một lần nữa, thì đòi hỏi khi đó mình phải rút cho nó bung cái hơi ra đó. Rồi nó khi nó bung cái hơi ra nó có một cái lợi, là cái lợi gì? Rồi, này, xin lỗi tất cả anh em nha, nó bị tắt đèn flash thôi. Nó tối quá thì mình xách cái pin mình gọi này. Khi nó khi mình rút ra để nó thoát cái hơi ra, chứ nếu không mình để thì nó bị ngộp trong này. À, rồi để cái gì nữa ta, mình quên đó, anh em hỏi. Rồi đó là cái mà mình nói với anh em, sốc nhiệt xong là phải rút liền cho nó thoát. Cũng như mình đẩy nắp cả tuần rồi mà mình tạo nhiệt cho nó bất ngờ nữa, thì đòi hỏi nó phải cần lượng oxy vô để nó hô hấp, chứ không là nó ngộp tơ ở trong đó nha. Rồi tiếp theo một cái vấn đề đó nữa là rút nắp xong này thì mình có tưới liền hay không. Rồi anh em cũng chú ý cái điều này, rút nắp liền chúng ta không có tưới liền nha, thì anh em để ý nè, đây mình rọi cái bạch này đi, đây anh em thấy không, đây nè, nếu như mà mình trong cái quá trình đậy nắp ấy, là nó phun tơ như thế này nè. Đó. Thì khi mình rút nắp liền thì cái quá trình nó hô hấp như nãy mình nói, sốc nhiệt nó hô hấp, nó thoát hơi ra, thoát hơi vô, là cái màng đây từ từ mình để im mà cho nó lấy hơi ra lấy hơi vô, chứ nếu mình tưới liền thì cái bịch phôi nó sẽ tạo cái độ ẩm, nó hút cái độ ẩm nước mình tưới nó vô, nó dính cái miệng cổ và thậm chí nó dính lên cái bông đây, kiểu như bông gòn, nó là lớp tơ như bông gòn á, thì nó teo lại, khi nó teo lại thì nó dễ bị cái trường hợp là ra nấm một hai tay, thì nó không có phủ đều cái miệng cổ mà, nên khi đó là mình từ từ mình tưới, mình để 12 tiếng sau, ít nhất là 12 tiếng mình tưới, để chi cái màng đây trong cái quá trình rút nắp để nó hút oxy vô, nó hút nhã cái hơi rồi nó hút oxy vô nữa, thì nó để nó bung bung nấm, vì vì có lượng oxy càng nhiều thì nấm nó mới bung càng mạnh. Ừ, và kết hợp với độ ẩm và nhiệt độ rồi nữa đầy đủ thì nó bung nấm. Rồi thì khi nếu mà mình tưới liền á, nó cái màng nó bị dẹp đi, nó ra một hai tay là trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai nó chưa thoát được hơi, bởi vì khi nó thoát, quá trình nó thoát hơi là nó phải thông qua cái màng đó, nhưng mà cái màng đó nó bị ẩm mất rồi, cũng như cái ngăn mất con sông mất rồi, thành nó khi mà hơi nó qua lại thì nó, đây anh em thấy cái tơ nó đó. Thì mình từ từ mình để 12 tiếng sau, thứ nhất nó lấy oxy, cái thứ hai nữa là khi mình để trong cái khoảng thời gian đó là cái tơ bắt đầu nó hơi héo héo lại, khi nó héo héo lại một cái nữa là trong khoảng 12 tiếng sau mình mới tưới á, thì nó héo lại rồi bắt đầu mình tưới cái nó gặp hơi ẩm cái là nó mai mốt nó bung nấm, nó bung được đều cái cổ phôi, tức là mai mốt nó bung nấm ra là nó bung được cái vòng tròn cái phôi này, chứ nếu mình tưới sớm nó hô hấp yếu nè, rồi nó có hơi ẩm trong này nè, rồi nó teo cái này lại, cái mai mốt nó ra một hai tay nấm, đó là cái trường hợp đó. À, nên anh em hôm nay mình chia sẻ về cái vấn đề đó, là sốc lạnh là một này,
súc lạnh mà ai trồng nấm có máy lạnh thì ok, khỏi bàn cãi. Rồi cái thứ hai nữa là tưới, cái thứ ba nữa là rút nắp liền hay không, đó là cái video mà hôm nay mình chia sẻ đó. Thì anh em mới trồng nấm thì hy vọng cái video này sẽ giúp ích được cho anh em. Còn những anh em nào mà trồng nấm hiểu biết đã từng làm rồi thì không bàn cãi nữa đúng không? Hy vọng rằng tất cả anh em được trồng nấm được thành công, và mong cái chia sẻ mình sẽ giúp ích được cho một số anh em. Còn những anh em trồng nấm mà xem cái chia sẻ của mình đây á, thì nếu có gì á cần góp ý thì mong anh em comment ở bên dưới để góp ý thêm. Thì đôi lúc cái kinh nghiệm của mình nó có cái giới hạn, quên giới hạn. Nên là mình biết bao nhiêu đó mình chia sẻ đúng không? Và thì mình xin chào nha, bây giờ mình đi rút nấm nữa đây. Nãy giờ xà quần quá nhiều rồi. Và bây giờ nó là mới giờ 6 giờ sáng đó. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại nha.